Cái này là chị viết được chết rồi. Vĩnh biệt cô. Không có chuyện là không như chuyện mình nữa nhá. Tin chứ. Tin tên nếu là được. Từ từ. Mình anh Đạt đã làm hòa rồi thì là mình trong đầu mình nên đang có rất là nhiều những ý tưởng gọi là chôn anh cả của mình. Nhưng mà ông thấy anh cả mình rất là hiền lắm, lúc mình còn nghi anh cả mình trổ bóng cơ, nhưng anh cả mình 3D cũng như là nói chung là anh ấy hiền đến có một khách hoàn toàn tính cách của Tại Tuyến luôn đấy. Thì hôm nay mình đã nghĩ ra là muốn chôn rất là táo bạo, thì trước tiên đầu video này thì mình cũng phải xin lỗi chị dâu mình trước đấy. Nếu mà chị dâu mình có xem được cái video này, chị dâu mình bỏ qua cho mình đấy, thì các bạn chắc chắn sẽ là tò mò mình chôn gì anh Đạt đúng không? Đấy thì tí nữa mình sẽ lên gọi là nằm trên giường nghĩ ạ, nằm và chôn anh Đạt, là bắt anh Đạt nằm ngủ cùng mình một đêm để xem phản ứng của anh Đạt như thế nào đấy. Như thế là không nguyên thêm nữa, mình sẽ đi lên trên tầng nằm ở đấy và chuẩn bị sẵn các thứ đấy, chỉ chờ anh Đạt lên và bắt đầu mình chôn anh Đạt đấy. Mình cũng đoán được phản ứng của anh Đạt như thế nào đấy, thì vì anh hiền lắm mọi người, toàn bị bắt lạc thôi đấy. Đấy đi lên tầng đi để mình liên lạc thì mình sẽ tí anh Đạt mang đi vệ sinh mọi người, chắc tầm một tẹo anh sẽ lên. Phòng của anh ấy mới nhưng mà mới nho. Phòng tân hơn nhưng mình còn sắm thêm cái đẹp ê lắm. Ê lắm anh luôn. Dài. Nên là bọn mình làm gì có cái đệm này. Đấy. Ê mấm. Chẳng mấm đẹp ê thì đừng mở. Mấm đấy. Bây giờ mình sẽ làm đây và mình sẽ trùm kín chăn. Để đi anh Đạt lên, anh Đạt sẽ thấy được một điều bất ngờ hơn cái chăn này. Đấy. Như là mình không có thích của mình xem nha. Các bạn người. Nope. Tí bay đi ra ngoài luôn đấy. Wow. Trời ơi, thật thật ơi. Thật ra em bao nhiêu năm nay 22 rồi, khoai sỏi đúng mà. Em chưa được nằm trên cái giường của em như này anh Đạt ạ. Phải mình không thích kém gì đâu, giường anh đâu mà sao mà. Cái giường của em nó đau lưng lắm, còn cái đầu anh như làm sao ấy. Em ước được một lần em ngủ lên này đó. Mày nằm cái sạn 5 sao nhiều rồi còn gì nữa. Em đã làm đâu với em nằm 1 phút mà em đê mê. Nope. Thế mình đứng say luôn. Em đẹp thật tí. Đẹp cái gì, làm sao đẹp vào phòng này. Phòng này đẹp hết đi. Hôm nay em cho em ngủ đây một hôm nhá. Một lần thôi, tại vì phòng em nó cũ xích rồi. Đẹp em muốn ngủ khác, mới mẻ. Điên là ngủ gì. Thật mơ. Tao có không ngủ, nó cứ đòi sang phòng anh ngủ. Bây giờ con Toại biết được chết à. Không sao, vẫn tại anh đi sang phòng anh. Không được. Cái tiền có khi tiền ngủ chẳng về. Em nằm đây xong rồi em để con này giữ được chưa. Không mà thế, mày điên thế thành ra thành loạn luôn à? Thế thành ra thành loạn luôn à? Làm cái gì? Đi về phòng em. Đi. Anh bỏ ngay nghĩ trong đầu đi nhá. Em không nghĩ rồi sao anh nghĩ đến cái từ loạn hoan ở đây. Nhưng mà mày vào đây anh nhìn thấy thế nào? Đi về, đi về. Không ai nhìn, đi về đây. Ôi anh không.
không em ngủ đi. Cái này mà chị biết là chết. Vĩnh biệt cô. Không có chuyện là không như chuyện mình nữa nhá. Tin chứ. Tin tất nếu là được. Từ từ. Sao? Ngậm. Người yêu ơi, anh có lỗi gì? Sao em không nói một lời? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cầm mồm. Để lòng anh tái để thân sáng giá rời đi. À, em đã cân bước đi. Cầm mồm. Biết à, đợi thời gian hát xong thì tôi, ví dụ ổn quá thật tôi với cả hai đẹp mấy lứa hay không? Hát như hò à? Chứ nhỉ? Chúng mày hệ nhầm. Chúng anh và em đang làm gì đây? Nó xong học anh nhưng từ lúc mình bà thì nó nằm đây rồi nhá. Chúng đi cầm mò. Chúng anh và chúng em đang làm gì ở đây? Để em nói. Tại sao lại đôi nam nữ lại một giường? Không như anh nghĩ đâu mà đúng như em chỉ nhìn thấy hiểu không? Còn cách gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Thế nào rồi, anh ơi, vào phòng nó nằm đây rồi. Giả lời ngay. Trả lời, từ anh vào đây đã thấy nó nằm đây rồi. Chả có cái chuyện mà phòng anh nó lại chui ra đây ngủ. Đúng rồi đấy. Phòng anh có khóa không? Anh bảo vào sao được? Để em nói. Bởi anh thú nhận đi, rồi anh bảo gì? Nope. Anh bảo em màu xanh em ngủ quanh một đêm, giờ anh lại nhéo tâm hồn. Đấy. Cô đơn quá, sao đây làm đây? Mày lên, bắt đầu đổ lỗi cho anh. Thế bây giờ một người là anh, một người là vợ. Con vợ thì nó lại bảo là anh ngủ với nó. Còn thằng anh thì lại bảo là nó lại vào đây ngủ rồi. Thế chốt lại là cái kết vẫn là hai người ngủ với nhau đúng không? Thế tại sao chăn chiếu nó sọc xẹt thế này? Anh sợ thật hiểu chưa? Nhưng mà anh đang sai, anh đang ngủ vợ em đấy, anh biết. Anh đã bảo mày đi tin anh không? Mày muốn đâu hả? Mày muốn đi đâu? Anh muốn đâu? Mày đi ngại. Đi ngại được. Anh đừng vì em mà đánh nhau. Em đẹp, em xinh rồi nhưng đừng vì em mà đánh nhau được không? Anh em đừng dưng nè. Con cậu dưng thì tao mồm. Con gái đi kiếm này. Mày là một cái loại long loài ở nhân. Một con gái đi già mồm. Con gái đi già mồm. Tao mẹ mày, tao sai lầm khi tao nhìn nhầm rồi. Mẹ mày may tao chưa cưới mày nhá. Chốt lại bây giờ nhá. Nope. Quấn đồ cút. Mày bị điên à? Để em không ra được. Quấn đồ ra đi luôn. Ê mẹ vợ, anh đang kẻ mày. Thôi, quấn đồ của anh cả. Anh đứng rồi. Quán nhá. Nói hôm nay em cho anh một gọi là một món quà cưới. Đấy, tao vào văn phòng đẹp như này. Chốt vợ. Nhưng mà anh cuối cùng anh tin thịt béo là được. Vào đây, nhìn thấy cái hoàn cảnh này anh bảo em tin được không? Hả? Thế bây giờ vào thì cứ thấy hai đứa nắm với nhau rồi cũng đừng cãi bảo chưa làm gì nhau thì có tin được không? Hả? Thế là đâu chung về đấy. Hả? Thế bây giờ, thế mình đã bảo rồi là anh vào đây phòng nó thấy nó nằm trên giường rồi. Nó bảo giường anh đẹp nhưng như thế sẽ làm sao nó ngoài nằm đấy. Đấy. Về phòng tao chuyện với mày. Anh biết chờ em đấy. Nhớ 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 đấy.